VFC hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Hiện nay, các địa phương bắt đầu chuẩn bị xuống giống vụ lúa đông xuân 2023-2024. Khu vực Đông Nam tỉnh Gia Lai bao gồm các địa phương Phú Thiện, Yapa, Ayunpa, Krongpa. Trong đó Phú Thiện là địa phương có diện tích lúa hơn 6.500 ha, là vựa lúa lớn nhất Tây Nguyên. Tận dụng lợi thế tiềm năng về thổ nhưỡng, khí hậu và hệ thống kênh mương từ công trình Đại Thủy Nông Ayun Hạ, huyện Phú Thiện đã hình thành nên những cánh đồng lúa lớn với một số loại giống năng suất, chất lượng cao. Thương hiệu gạo Phú Thiện đã và đang được nhiều người tiêu dùng lựa chọn. Vụ mùa 2023 kết thúc, bà con nông dân trồng lúa nơi đây rất phấn khởi vì được cả mùa và giá. Hiện nay, bà con đang tập trung làm đất để chuẩn bị xuống giống vụ đông xuân 2023-2024 với hy vọng sẽ tiếp tục thắng lợi trong vụ lúa mới để thương hiệu lúa gạo Phú Thiện bà con nông dân nơi đây. Các trà lúa đông xuân sớm đang bắt đầu xuống giống, cao điểm là từ ngày 20 tháng 12 đến ngày 10 tháng 1, rơi vào giai đoạn gió đông, lạnh khô kéo dài, ảnh hưởng đến khả năng sinh trưởng của mạ. Và làm sao để quản lý cỏ dại hiệu quả là những vấn đề được bà con đặc biệt quan tâm. Kính chào bà con nông dân, những khán giả thân thiết của chuyên mục VFC Nông nghiệp hội nhập, chương trình do Đài Phát thanh Truyền hình Gia Lai phối hợp cùng Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam VFC thực hiện. Thưa bà con nông dân, hiện tại thì Hải Hà đang có mặt tại xã Gia Bia, huyện Phú Thiện. Nơi đây có diện tích lúa lớn nhất khu vực Tây Nguyên. Với cái điều kiện thời tiết thuận lợi như hiện nay thì bà con nông dân đang tập trung xuống giống cho vụ lúa đông xuân 2023-2024. Thì sau khi mà gieo sạ, bà con chăm sóc ruộng lúa như thế nào để mà đạt được năng suất cao, thì sau đây xin mời bà con nông dân, quý vị và các bạn cùng theo chân Hải Hà đi tham quan một vài ruộng lúa và lắng nghe những cái chia sẻ của bà con nông dân ở đây về cái việc chăm sóc ruộng lúa sau khi gieo sạ. Đồng hành cùng với bà con nông dân chúng ta ngày hôm nay xin được giới thiệu một gương mặt rất là quen thuộc, xin được giới thiệu kỹ sư Võ Tấn Bi thuộc lực lượng tiếp sức cùng nông dân của công ty VFC. Xin chào quý bà con của Giang Sơn Đài. Bây giờ thì kỹ sư Bi có thể đưa Hải Hà đi tham quan một số ruộng lúa ở xã Gia Pia để mình có thể lắng nghe những cái chia sẻ của bà con nông dân được không ạ? Vâng, xin mời Hà. Dạ. Dạ, chào chú ơi ạ. Chú Huy, năm nay nhà mình gieo sạ giống gì và mình gieo sạ được bao nhiêu ngày rồi ạ? Nhà mình năm nay thì mình đang sạ là giống lúa nếp. Mình làm khoảng 1,5 hecta mà đang gieo sạ, hôm nay đang gieo sạ cả 2 ngày. Vậy thì ở cái giai đoạn này chú lo lắng về dịch bệnh hại nào nhất ạ? Nói chung là trong cái vụ một trong xuân này thì gieo sạ lúa thì thường hay gặp là nắng khô rét, cho nên là lúa dở bị khô và không cái nảy mầm đạt được năng suất, đạt được cái ý muốn của mình, cho nên là lo nhất là coi như việc chết khô và cái cỏ hại, dịch hại ở đó nó gây hại trong ruộng. Lúa xuân này do khô nước cho nên là có dại rất nhiều trong đất, cho nên là rất là lo cho cái chất cỏ. Vậy thì trước những cái đối tượng dịch hại như vậy thì chú đã chủ động sử dụng cái loại giải pháp nào để mà mình có thể phòng ngừa được những cái đối tượng đó ạ? Vâng, nói chung là trong cái vụ này thì trước khi diệt được cái có dại trên đồng ruộng, đồng thời phòng trừ cái rét thì chú sử dụng là cái mì chèo 62 EC là đỡ phun diệt trừ có dại có mầm, đồng thời chúng kết hợp được cái tô ra để cho làm cái lúa nó ra rỡ nhanh, để cái lúa nhanh phát triển, để nó chống lại cái mùa đông giá rét hôm nay. Vậy thì thưa kỹ sư Bi, vừa rồi chú có chia sẻ là chú sử dụng cái loại sản phẩm Michel 62 EC kết hợp với Tora 1.1 SL, thì anh Bi có thể chia sẻ rõ hơn cho bà con nông dân được biết về cái loại giải pháp này được không ạ? Vâng, thì vừa rồi thì chú Huy có chia sẻ là chúng có sử dụng cái giải pháp là Michel 62 EC kết hợp với sản phẩm là Tora 1.1 SL.
Thì cái giải pháp này á, thì tôi xin thay mặt công ty sẽ chia sẻ kỹ hơn quý bà con về cái giải pháp này. Kính thưa quý bà con, thì cái giải pháp Michel 62EC đây là sản phẩm thuốc trừ cỏ triệt để mầm. Thì cái sản phẩm này nó được kết hợp trong giai pháp tiên phong, đó là Michel 62EC kết hợp với là sản phẩm Tora 1.1SL. Nó sẽ giúp cho quý bà con mình trong giai đoạn mà xạ, giúp bà con mình, nhất là giúp bà con mình là quản lý được các loại lúa cỏ và đặc biệt là lúa ma. Thứ hai nữa là nó rất an toàn đối với mầm lúa và không bị chết vũng. Thứ ba nữa là chúng ta phun vào sẽ thì sản phẩm này thì đó là sản phẩm chính hãng, hàng thương hiệu do công ty VFC phân phối. Và cái sản phẩm này khi chúng ta bộ giải pháp này chúng ta kết hợp và phun vào thì rất dễ dàng trong phun dùng để mà phun đỡ phun thuốc bằng bằng đơm, nghĩa là phun thuốc bằng máy bay không người lái thì rất là dễ dàng. Thì ngồi ra thì trong cái sản phẩm Michel 62EC này với hợp chất là butachalon thì nó sẽ giúp cho chúng ta là quản lý được các loại cỏ và đặc biệt là lúa ma, ức chế sự nảy mầm của các loại cỏ và lúa ma, dẫn đến là chúng ta tiêu diệt được cái lúa cỏ này. Và ngồi ra thì trong cái sản phẩm Michel 62EC này thì nó có cái chất an toàn đối với cây lúa. Thì chúng ta khi mà chúng ta xạ lúa thì cái mầm lúa có rễ nó sẽ hấp thụ chất an toàn này, nên là chúng ta sẽ giúp cho cái mầm lúa ta đặc biệt an toàn, không bị ảnh hưởng từ bởi cái thuốc cỏ. Hiện tại trên tay tôi thì đang cầm cái sản phẩm Michel 62EC. Đây là sản phẩm thuốc trừ cỏ do công ty VFC phân phối với dung tích là 100ml. Và đây là sản phẩm Tora 1.1SL do công ty VFC phân phối với dung tích là 15ml. Thì hai sản phẩm này chúng ta kết hợp với nhau. Và hiện tại thì công ty VFC là ra mẫu chai lớn với dung tích là 1.2 lít, rất tiện lợi cho quý bà con mình để mà xử lý. Thì với dung tích là chai 1.2 lít thì bà con mình sử dụng cho 1 hecta. Và ta kết hợp với sản phẩm Tora thì chúng ta cộng với 300ml sản phẩm Tora 1.1SL. Thì hai sản phẩm này chúng ta kết hợp với nhau sử dụng cho 1 hecta. Vậy thưa kỹ sư Bay, cái việc mà sử dụng cái sản phẩm Tora 1.1SL ở cái giai đoạn này thì nó có tác dụng gì vậy ạ? Dạ vâng, thì thưa quý bà con cùng các bạn đang xem đài, thì cái sản phẩm mà Michel chúng ta kết hợp với sản phẩm Tora, thì đối với sản phẩm Tora thì trong giai đoạn này chúng ta khi mà kết hợp với sản phẩm thuốc trừ cỏ tiền nảy mầm trong giai đoạn này nó sẽ giúp bà con mình rất nhiều tiện ích. Thì như quý bà con mình đã biết thì trong thời điểm vụ đông xuân này thì thời điểm này là không khí lạnh đang tràn vào và làm cho cái lúa lạnh quá thì làm cho cái lúa mình cái khả năng nảy mầm cực kỳ kém và cây phát triển chậm, và dẫn đến là cái lúa chúng ta là bà con mình sau này phải giảm lại rồi làm thêm tốn công nữa, thì tốn nhiều chi phí với bà con mình. Thì khi chúng ta kết hợp cái sản phẩm Tora 1.1L này vào, nó sẽ giúp cho cây lúa chúng ta nó sẽ phát triển tốt hơn, cái mầm lúa chúng ta phát triển khỏe mạnh hơn, rễ phát triển dài hơn và đều hơn và trong giai đoạn này. Và cái một cái ưu điểm rất là quan trọng nữa thì trong giai đoạn mà lạnh như này là cái mầm lúa rất là dễ bị stress do thời tiết, nên là khi chúng ta mà kết hợp sản phẩm này vào thì nó làm cho chúng ta cái mầm lúa ta giảm stress cho cái mầm lúa chúng ta, giúp cho cây lúa chúng ta phát triển khỏe mạnh hơn trong giai đoạn này. Thì khi mà chúng ta kết hợp hai sản phẩm này nó giảm bớt cái công quý bà con mình trong giai đoạn này hơn, vừa diệt được lúa ma vừa diệt được các loại cỏ trong giai đoạn này. Và đặc biệt đó là trong giai đoạn này thời tiết lạnh, mầm lúa không phát triển được và kém, thì chúng ta khi kết hợp sản phẩm Tora này sẽ giúp cho cái mầm lúa ta phát triển khỏe mạnh hơn, phát triển đều hơn, giúp cho bà con mình không cần phải xạ mạ lại và cấy lại để tiện thu hoạch bà con mình trong giai đoạn này. Vâng, qua cái phần tư vấn hỗ trợ của kỹ sư Bi về cái sản phẩm Michel 62EC kết hợp với sản phẩm Tora 1.1SL thì không biết là chú Huy còn có những cái thắc mắc gì muốn hỏi kỹ sư Bi không ạ? Dạ vâng. Cái sản phẩm Michel 62EC này thì tôi đã sử dụng nhiều lần rồi. Yeah. Nhưng tôi nói hiệu quả thì rất là tốt. Thì nó có thể là chống được cái thối mạ. Trường hợp mình phun lúa và trong thời gian mình đang bơm lúa mà rủi ro mưa cái mưa thì nó không cái đạm nước bủng, nó không bị chết. Cho nên tôi rất yên tâm về cái Michel. Còn cái Tora kết hợp á thì tôi chưa dùng, nhưng mà tôi tin tưởng rằng cái vụ đông xuân này nó làm cho cái lúa là nảy mầm sớm và thật ra rất tốt, đó là chống lại cái rệm bệnh rét, thì tôi rất yên tâm để là sử dụng cái kết hợp giữa cái Tora với lại Michel trong cái vụ này. Xuân giống trong điều kiện thời tiết lạnh như hiện nay,
cây lúa rất dễ bị ảnh hưởng quá trình phát triển, dẫn đến sinh trưởng kém, mọc mầm yếu, rễ mầm bị khô quéo, chậm phát triển, có chỗ không mọc mầm, tốn công dặm, dẫn đến chi phí sản xuất tăng hơn so với bình thường. Trong trường hợp này, sự lựa chọn thông minh của những nông dân đã có nhiều kinh nghiệm với cây lúa, đó chính là giải pháp Michel 62EC kết hợp Tora 1.1L trong việc quản lý cỏ dại và lúa cơi. Đặc biệt là giải pháp Tora 1.1L giúp cây lúa phát triển tốt, vượt qua điều kiện thời tiết khắc nghiệt, giúp mầm khỏe, mạ xanh, lúa lên đều, rễ khỏe dài. Từ đó giúp bà con nông dân tiết kiệm được chi phí bón phân, giảm chi phí sản xuất, gia tăng lợi nhuận trên cùng đơn vị diện tích. Ở cái đặc thù của cái vùng này là người ta làm hai vụ thôi. Mà bây giờ cái mùa kia, cái mùa kia thì nó ấm thì được, nhưng mà mùa này lạnh thì bà con phải trước là cẩn thận ở cái chỗ đấy. Một là cái khâu làm đất này, hai nữa là cái khâu mà mình ngâm giống, tức là phải đất là anh phải làm nhuyễn, phải phoi cho nó hết nước đi, ruộng là phải hết nước đi. Mà khi mà ngâm giống rồi ấy, là mình phải hết sức chú ý, giống đầy mầm đầy đủ hết thì bắt đầu ông đem ra mà ném không, mà ruộng phải khoai hết nước rồi bắt đầu mình mới phun thuốc cỏ. Chứ nếu mà bây giờ mà trong ruộng mà còn nước mà ông phun thuốc cỏ là cái chỗ nào còn nước là chỗ chết. Do ông lạnh quá mà bây giờ mình làm mình không cẩn thận cái là ném mà nó chìm quá là nó cũng chết. Cho nên là khi mà bắt đầu người ta đã, nếu mà cái vùng đất thịt mà ông làm là đừng có ném ngay. Làm xong bây giờ ông trang đi được khoảng 2-3 tiếng sau. Trang đi cứ để khoai nước cứ để đấy, 2-3 tiếng sau chúng ném nếu là đất thịt. Còn như mà cái vùng đất cát của nó thì người ta trang là xong người ta phải ném. Bởi vì của nó là cái đất cát là nó cứng. Nên như cái đây là đất thịt này. Nhưng mà cái đất cát ngoài đây này, ngoài đây là không được. Anh trang xong vừa trang vừa tháo nước vừa phải ném. Bởi vì nó cái đất cát là mình trang nó lì mất. Nên là không được. Chúng tôi mà làm nông nghiệp, làm lúa thì coi này hiệu quả của cái Michel này đấy là phun cho cái lúa coi như là xạ từ coi như là 1 đến 3 ngày. Đấy là nó diệt được các loại cỏ. Đây là rồi coi như là không còn các loại cỏ coi như là gì khác nữa. Trên ruộng đồng thì cái này là phun từ kết hợp là phun từ coi như 1 đến 3 ngày. Là nói chung trong cái ruộng lúa này là nó không còn loại cỏ gì khác cả. Là nó chống được trước khi ra phun từ 1 đến 3 ngày thì khi ruộng lúa mà nó còn một tí nước đấy, húng vãnh nhà nó không bị chết trong cái thời điểm mình gieo xạ. Nói chung là hiệu quả mà phun cái thuốc này đấy là Michel này thì trong cái ruộng lúa là cái loại lúa ma hay là các loại cái cỏ khác là nó không còn nữa. Một sản phẩm từ cỏ danh tiếng của VMC, Michel 62 EC. Nay bổ sung dung tích mới, chai lớn 1 lít 2. Phun ron tiện lợi hơn, tiết kiệm hơn. Chỉ với một lần phun đúng thời điểm, Michel diệt tất cả các loài cỏ, đặc biệt diệt luôn lúa cơi. An toàn không lo chết vũng. Michel chính hiệu VFC với chi phí xử lý hợp lý. Nay thêm chai lớn 1.2, tiện lợi hơn, tiết kiệm hơn. Michel 62 EC diệt lúa cơi không lo chết vũng. Dạ vâng, xin được cảm ơn những lời chia sẻ của chú Huy cùng với phần tư vấn hỗ trợ của kỹ sư Võ Tấn Bi. Với những cái sản phẩm mà công ty VFC đề ra trên thực tế sẽ giúp cho bà con nông dân chúng ta áp dụng thành công và hiệu quả nhất trên cái đồng ruộng nhà mình. Đến đây thì chương trình VFC Nông nghiệp hội nhập kỳ này cũng đã hết. Một lần nữa xin được cảm ơn kỹ sư Võ Tấn Bi và nông dân Huỳnh Ngọc Huy đã tham gia chương trình. Thưa bà con nông dân, quý vị và các bạn, chương trình VFC Nông nghiệp hội nhập đã đồng hành cùng với bà con nông dân ở khắp các tỉnh Tây Nguyên trong suốt một năm qua với những nội dung phong phú, bổ ích, mang lại cho bà con chúng ta những cái kiến thức cũng như là kinh nghiệm trong cái việc chăm sóc cây trồng. Năm 2023 cũng được xem là một năm mang lại nhiều niềm vui cho bà con nông dân bởi nông sản được mùa được giá. Kết thúc năm 2023, xin chúc mừng bà con nông dân chúng ta với những cái thắng lợi của năm vừa qua. Và kính chúc bà con có thật nhiều sức khỏe và bước sang một năm 2024 với hy vọng sẽ có nhiều thêm những cái thắng lợi hơn nữa. Tiếp tục kế hoạch hợp tác giữa Đài Phát thanh Truyền hình Gia Lai cùng với Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam VFC trong năm 2024, chúng tôi vẫn sẽ luôn đồng hành cùng với bà con nông dân với các phần tư vấn nông nghiệp trực tiếp cũng như là các chuyên mục định kỳ hàng tháng, mỗi tháng một lần vào
thứ 6 tuần thứ 2 hàng tháng, bắt đầu từ tháng 3 năm 2024. Đây cũng là thời gian cao điểm, bà con nông dân bắt đầu một vụ mùa mới trong năm 2024. Xin chào và hẹn gặp lại bà con nông dân, và chúng tôi rất mong được tiếp tục đồng hành cùng với bà con. VFC Nông nghiệp hội nhập.